Hôm qua 3 tháng 6 tại Ủy ban Nhân dân phường 5 thành phố Đà Lạt, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng cho hai anh Nguyễn Đình Sơn, 35 tuổi và Dương Nhật Phong, 28 tuổi, mỗi người 5 triệu đồng vì đã không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm cứu người trong lũ dữ xảy ra vào chiều ngày 1 tháng 6. Như thông tin mà Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã đưa trong chương trình thời sự tối 1 tháng 6, vào chiều cùng ngày, tại Đà Lạt có mưa lớn, nước lũ đã tràn qua khu dân cư Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành phố Đà Lạt, gây ngập cao gần 2 mét đối với hàng chục nhà dân và làm sập một phần căn nhà của anh Nguyễn Văn Nghĩa, ngụ 31/1 Hoàng Văn Thụ. Khi đó, hai cháu Nguyễn Quốc An sinh năm 2011 và Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 2015, mới 4 tháng tuổi, còn đang kẹt cùng vợ anh Nghĩa là chị Đặng Thị Thanh Hằng trong nhà. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh, anh Nguyễn Đình Sơn, ngụ tại đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Lạt và Dương Nhật Phong, trú tại xã Mỹ An, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, là kỹ sư công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2, chi nhánh Lâm Đồng, đang giám sát công trình ở khu vực suối Cam Ly, đã lao vào dòng nước lũ, bơi vào nhà, cứu kịp thời cả gia đình này.